Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm có tên thật là Nguyễn Tấn Lộc, sinh vào ngày 1 tháng 7 năm 1995, quê quán Tân Phước, Bình Tân, Vĩnh Long, nơi ở hiện nay thành phố Hồ Chí Minh. Được biết đến với danh xưng là con nuôi của Hoài Linh và sở hữu giọng ca khiến cho cả showbiz gục ngã trong sự ngọt ngào. Ít ai biết rằng Hoài Lâm cũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ của anh là quản lý của một đoàn cải lương tại quê nhà. Chính vì vậy mà khán giả mới hiểu tại sao dù mới rất ít tuổi nhưng giọng ca của chàng ca sĩ này lại ngọt ngào và tình đến thế. Đặc biệt là dòng nhạc cải lương, nhạc dân ca, trữ tình. Dù đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng cái duyên đã đưa anh đến với nghệ thuật chuyên nghiệp lại được chính người cha của anh bồi đắp. Khi phát hiện ra tài năng của con trai mình, chính người cha của anh là người đã kết nối với nghệ sĩ Hoài Linh để anh được theo học. Nói sự nghiệp của Hoài Linh nở rộ đến vậy là một phần cũng do sự hậu thuẫn vững chắc đằng sau cũng không có gì là sai. Bởi bên cạnh gia đình giàu truyền thống, người cha nuôi Hoài Linh, người thầy Hương Lan còn có sự bao bọc của ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Chính Mr. Đàm đã uốn nắn, chỉ bảo Hoài Lâm ngay từ khi anh mới là cậu bé 13 tuổi cho đến khi trở thành nam ca sĩ xuất sắc trong showbiz. Chính Đàm Vĩnh Hưng đã từng nói, Hoài Lâm chính là niềm tự hào của anh khi chỉ sau 2 năm đã được tôi luyện, Hoài Lâm đã trở thành sát thủ bolero và càn quét khắp các sân khấu lớn, trong đó có cả Thúy Nga Paris By Night nổi tiếng tại hải ngoại. Năm 2011, Hoài Lâm đã chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp với cơ hội được đứng chung sân khấu cùng với sư phụ Mr. Đàm. Mặc dù vậy thì độ phủ sóng của anh lúc này cũng chưa thực sự lớn. Phải đến tận năm 2014 khi Hoài Lâm tham gia vào chương trình Gương mặt thân quen mùa 2, tài năng đặc biệt của anh mới được khai sáng và làm thỏa mãn toàn bộ khán giả với những màn hóa thân đỉnh cao. My Hit Will Go On, Em của ngày hôm qua, phần hóa thân của nghệ sĩ hát sẩm Hà Thị Cầu và đặc biệt là trích đoạn Tiếng trống mê linh. Sau đó, anh xuất sắc trở thành quán quân Gương mặt thân quen mùa thứ 2. Thành công sau cuộc thi, Hoài Lâm đã coi đó là bàn đạp và vươn lên mạnh mẽ, vượt qua cái bóng là con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh, đệ tử của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh nhanh chóng lấn sân sang nhạc trẻ với việc phát hành một loạt bản hit như những phút ban đầu, có khi quay về cô bé ngày xưa và chính thức trở thành hiện tượng trong showbiz. Đa tài trong việc có thể thành công trong rất nhiều dòng nhạc, Hoài Lâm còn tiếp tục lấn sân sang diễn xuất với hàng loạt các vai diễn trong các bộ phim điện ảnh, những con búp bê, trà rơi, giọt lệ bên sông, tía tôi là cao thủ. Về đời tư, chính sự vụt sáng quá nhanh của mình mà sau này Hoài Lâm đã tự nhận là mình bị stress nặng và muốn trở về cuộc sống bình thường. Đó cũng chính là lý do khiến tháng 10 năm 2018 anh quyết định giải nghệ 2 năm khiến cho người hâm mộ vô cùng bất ngờ và nuối tiếc. Anh chia sẻ, thêm đây sẽ là khoảng thời gian anh nghỉ ngơi, tìm lại bản thân và học hỏi, trao dồi thêm. Tuy vậy thì điều này cũng khiến cho cha nuôi của anh là nghệ sĩ Hoài Linh không khỏi buồn lòng. Về chuyện tình cảm, Hoài Lâm đã bắt đầu vắng bóng khỏi showbiz và công khai tình cảm với Bảo Ngọc, cháu gái của danh hài Bảo Quốc, em gái của Gia Bảo từ năm 2015. Nhiều người đã cho rằng chính chuyện tình cảm này khiến cho sự nghiệp của chàng ca sĩ giảm sút không phanh. Cho tới hiện tại, cả hai vẫn chứng minh cuộc sống hạnh phúc của mình với hai tiểu công chúa dù sự nghiệp của Hoài Lâm đã dần đi vào quên lãng. Cuối năm 2019, sau hơn một năm vắng bóng, Hoài Lâm đã trở lại với truyền thông và chia sẻ về cuộc sống của mình trong một năm qua cũng như sự trở lại sắp tới của mình. Từng làm rất nhiều nghề, thậm chí là chạy xe, Hoài Lâm nghĩ rằng đó chính là vốn sống mà anh tích lũy được để trở nên mạnh mẽ với dòng nhạc mà anh sẽ theo đuổi sau này. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.